Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào Linh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh bạn cùng chơi và chào các khán giả của truyền hình. Rồi, chào em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm kế toán, em đến từ Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nam. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, chào bạn cùng chơi. Mình tên Trương Quang Trung, đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú. Bạn làm việc gì? Dạ, em là trưởng phòng thiết kế ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 33. Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thương, dịu dàng và dữ dội. Hả? Dễ thương, dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó. Còn dữ dội là dữ dội sao em? Dữ dội nó cũng xuất phát từ... Trước đây em có một mối tình thời phổ thông. Từ quen được 5 năm rồi, tụi em chia tay cũng được 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á. Thì lúc đó là sẽ... dữ dội nó nằm trong đó. Dạ, đó là dữ dội luôn. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên, nhưng mà đừng có cao vời vợi là được. Bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường, phải có kiên định và phải có hoài bão. Cũng không cần quá đẹp trai lắm, 66 giống như anh Việt Linh là cũng được. Dạ. Em ơi, em cao được mét mấy em? Dạ, 63 chị ơi. 63 được không em? Bớt 2 phần nha. Dạ được. Bây giờ em nghe bạn gái bên kia thông báo về tiêu chuẩn, em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em thấy mình cũng được khoảng 75% á. 75% hả? Dạ. Em xấu được cỡ anh Quyền Linh không? Dạ không ạ. Em đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ồ. Em đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi? Nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh. Chỉ có hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi. Không chính thức là sao? Tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định á chị ơi. Lý do tại sao không đi đến đâu được? Em là mẫu người ham mê công việc á, cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái. Ủa rồi giờ có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em? Dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị. Là một tuần em phải gặp phải 4-5 lần. Người ta yêu mình, người ta mới. Bây giờ em định tuần gặp mấy lần? Dạ em thì tuần là khoảng 3 lần, nếu mà em rảnh thì có thể hơn xíu nữa được. Chứ còn gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em. Thôi cố gắng làm sao sắp xếp cho nó tốt. Bởi vì phụ nữ mình ta yêu mình, ta muốn yêu cầu gặp vậy nhiều vậy ha. Bây giờ bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi, em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi. Bạn gái có thể cao 1m55 trở lên là được. Thì dễ thương, dễ nhìn là ok rồi. Anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán thì em cũng rất là thích. Ủa sao thích kế toán? Tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị. Chú tính toán đỡ chứ về tính chi li mệt lắm. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo lo bạn bè thì có thể. Hết chưa? Bạn bè mà tới thì em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được. Trời ơi, thương quá. Em thích điều này rồi đó anh. Cảm ơn. Chích cho anh 20% nha em. Dạ. Rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em, mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó. Em có lên chương trình, em cũng tặng anh Quyền Linh Quốc Tư Pháp. Gì á? Gì tặng anh bên kia không tặng tôi hả? Dạ em ngưỡng mộ chị Cát Tường rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh Quyền Linh hơn ạ. Hỏi chi mà hồi nãy tôi mới bớt cho 2 phân chiều cao nha. Còn gặp nhau thì hãy cứ xây xây tình xây nghĩa bấy lâu nay, xây thơ xây nhạc xây bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày. Được, được. Anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào nha. Dạ, anh qua thông báo cho em. Dạ để coi sao ha. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, dễ thương quá. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi không có gã đâu, đừng có mơ. Em có yêu cầu gì không? Em thích gì với người bạn tương lai của mình? Cuộc sống vợ chồng thì cũng còn có nhiều điều chia sẻ. Chứ anh đừng có nội tâm, cái gì cũng để trong lòng. Cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình. Cái này khuyết điểm của anh bên kia, hồi nãy anh có nói rồi. Dạ. Thấy được á. Dạ. Chị Cát Tường, chị qua chị kiểm tra giúp em. Chị qua kiểm tra giúp em hả? Bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều, không có nhiều thời gian dành cho em. Bây giờ em có ghen lắm không?
Dạ không, không ghen, miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị? Ờ, mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Và nết thêm 5% nữa chị. Đó, miễn. Không cho chị. Mét số 3 mình đặt. Thôi em nhìn nhìn chị em dễ thương. Quan trọng với tâm hồn, chiều cao đâu có quan trọng đâu em. Rồi lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc là ở trọ, em chưa có nhà. Cũng được. À, về ngoại hình á, mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Trời cho làm sao thì chịu vậy. Trời nào mà cho em. Trời ơi. Dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có dạ. Nhận lời.